Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát, tờ The New York Times dẫn lời hai nguồn tin Iran cho biết, Iran đã bắt hơn 20 người, bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên tại một nhà khách do quân đội Iran điều hành ở thủ đô Tehran để điều tra vụ việc. Theo hai quan chức này, đơn vị tình báo chuyên trách về gián điệp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đang tiến hành điều tra và đang truy lùng những nghi phạm mà cơ quan này cho là sẽ tìm ra manh mối của những ai đã lên kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện vụ tấn công. Thông tin về vụ bắt giữ diện rộng này đã được đưa ra sau khi IRGC ra tuyên bố rằng quy mô và chi tiết của vụ việc đang được điều tra và sẽ được công bố kịp thời. Hiện IRGC vẫn chưa công bố bất cứ chi tiết nào về vụ bắt giữ cũng như điều tra về vụ nổ, bao gồm nguyên nhân. Trước đó, báo The New York Times và Telegraph dẫn các nguồn tin Iran, Israel và Trung Đông cho rằng bom đã được cài vào nơi lưu trú của lãnh đạo Hamas trước đó 2 tháng. Ngày 2 tháng 8, hãng thông tấn Fah của Iran đưa tin kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Israel có liên quan đến vụ lãnh đạo Hamas bị tấn công. Cùng ngày, Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Ismail Khatib cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát lãnh đạo Hamas này. Trên chiến trường Ukraine, các cuộc tấn công cơ giới quy mô diễn ra liên tiếp trong những ngày qua, dường như là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow đã bắt đầu chiến dịch mùa hè. Tình hình chiến sự ngày qua vẫn đang diễn biến căng thẳng trên khắp các mặt trận. Kênh Military Summary đưa tin ngày 2 tháng 8 tại Donetsk ở miền đông Ukraine, theo hướng Toretsk và New York, lực lượng Moscow đang bắt đầu bao vây quân đội Kiev ở phía đông New York. Tại phía bắc Zalizhne, một phiên bản ghi âm từ UAV của lực lượng Kiev xác nhận rằng Nga đã kiểm soát được Zalizhne. Cụ thể ở phía nam New York, quân đội Nga cũng đang tiến dọc theo trung tâm thành phố. Hai hướng hiện chỉ cách nhau 3,4 km. Về phía đông, các tuyến phòng thủ từ năm 2014 vẫn còn hiện diện. Lực lượng Moscow đang cố gắng tấn công từ một hướng khác. Khu vực này rộng gần 20 km2. Điểm chính trong chiến thuật tạo nồi hầm của Nga là việc điều quân ra sau phòng tuyến đối phương để bao vây rồi tấn công từ nhiều phía nhằm làm suy giảm sức chiến đấu, tiến tới xóa sổ hoàn toàn hoặc thu hút lực lượng tăng viện để đánh tiêu hao. Chiến thuật này được áp dụng trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại thời Hồng quân Liên Xô. Lực lượng Moscow đang tiến gần hơn đến Pokrov từ Avdiivka. Với tốc độ như hiện nay, các mũi xung kích của họ sẽ áp sát thành phố này trong vài tuần nữa. Những ngôi nhà đầu tiên ở Ivanivka đã được quân đội Nga kiểm soát và dọc theo tuyến đường sắt, họ vẫn đang liên tục tiến quân. Giữa Vodiane và Konstantinovka, Nga đang phá vỡ các tuyến phòng thủ của đối phương và cố gắng bảo vệ con đường. Cuộc tấn công này không nhằm mục đích cắt đứt tuyến đường tiếp tế mà là giành được vị trí tốt hơn cho cuộc tấn công ở Konstantinovka. Theo kênh Ridovka, lực lượng Moscow gần Ukleda đã tiếp cận tuyến đường tiếp tế của Ukraine. Quân đội Nga theo hướng Uzhno-Donetsk đã tiến gần tới Konstantinovka ở phía đông bắc Vodianoye. Họ đã cắt một trong hai tuyến đường mà lực lượng đồn trú của Kiev được tiếp tế ở Ukleda và khu vực xung quanh. Gánh nặng tiếp tế chính hiện nay đặt lên vai con đường còn lại. Ngôi làng này là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, qua đó họ tiếp tế cho lực lượng của mình ở Ukleda. Mục tiêu tiếp theo của lực lượng Moscow sẽ là Vodianoye và mỏ Juno-Donbaskaya số 3 liền kề. Nếu ngôi làng này được kiểm soát và quân đội Nga kiểm soát các tòa nhà kỹ thuật phía sau, một con đường thẳng đến Bogoyalenka sẽ được mở ra, khiến lực lượng đồn trú của Kiev ở Ukleda không có nguồn cung cấp thường xuyên. Hơn nữa, mùa thu và băng tan sắp đến gần, Ukraine sẽ không thể vận chuyển vật tư qua các cánh đồng được nữa. Kênh Rai 3 cho biết, lực lượng Moscow thực hiện một loạt các cuộc tấn công khác và các mục tiêu của đối phương trên khắp Ukraine, gây ra những tiếng nổ dữ dội ở các khu vực Odessa, Kirovohrad và Mykolaiv, nơi một sân bay bị tấn công vào đêm ngày 2 tháng 8. Các đội hình của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Krasnodar Krai. Phòng không Nga đã chặn được 4 UAV nhưng có một số thiệt hại. Bán đảo Crimea cũng lại bị Ukraine tấn công. Theo hướng Slobozhansky, Kharkov, lực lượng Kiev cố gắng phản công nhiều lần về phía Helibolke, nhưng mỗi lần đều bị pháo binh và hỏa lực vũ khí nhỏ của Nga dập tắt thành công. Trên trục Oleksandrov và Kalinovo, các đơn vị Nga giành được vùng ngoại ô phía đông Artemove. Còn ở Novhorodsk, các nhóm xung kích của họ tiếp tục tấn công những vị trí của đối phương dọc theo sông Krivitores. Tại mặt trận Pokrov, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát phần phía nam của Timofivka và kiểm soát Vesele, đồng thời họ tiếp tục cuộc tấn công hướng tới Zhelane. Theo hướng nam Donetsk, quân đội Nga đã cắt đứt một đoạn đường cao tốc T-0524 nối Konstantinovka và Ukleda. Một lá cờ Nga đã được cắm ở phía sau một trong những chiếc xe tại địa điểm này. Chuyên gia quân sự Boris Rozhin báo cáo về tình hình chiến sự tại Avdiivka tính tới cuối ngày 2 tháng 8 như sau. Tại Kolovka, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía đông của ngôi làng, cũng như trên bờ hồ chứa Kalovskoye. Quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trong khu vực trong nỗ lực đẩy lùi hoàn toàn đối phương ra khỏi hồ. Ở Novozhdolovka, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía nam và phía tây nam của ngôi làng. Cuộc giao tranh đang diễn ra gần vùng ngoại ô phía bắc ở Mesnovoye, bản thân ngôi làng vẫn do Kiev kiểm soát.
Tại Grodowka, sau khi kiểm soát Vesioloye, quân đội Nga tiếp tục tấn công mạnh mẽ về phía tây Ocherentino theo hướng ngôi làng Grodowka lớn và đường cao tốc Konstantinovka-Pokrov. Ukraine nhận ra những tổn thất nặng nề theo hướng này và tiếp tục rút lui về phía tây. Đến tối ngày 2 tháng 8, lực lượng Moscow đã chiến đấu để kiểm soát hoàn toàn và củng cố phòng ngự ở Zelane, Timofivka, Ivanovka. Họ cũng có tiến triển về phía Sergeyevka và Lichinoye. Tại Vozhvizhenka, Kiev vẫn đang giữ vững phòng tuyến. Nhìn chung, đây là phần mặt trận có nhiều vấn đề nhất đối với họ. Ở Kalinovo về phía bắc và phía đông Ocherentino không có thay đổi đáng kể. Ukraine đang giữ vững phòng tuyến ở phía nam Kalinovo, trong khi mối đe dọa từ phía đông từ New York đang gia tăng, nơi quân đội Nga không chỉ mở rộng vùng kiểm soát trong chính ngôi làng mà còn di chuyển về phía tây. Nhìn chung, Nga đang nắm giữ thế chủ động ở phía tây Avdiivka và không cho Ukraine ổn định mặt trận, buộc đối phương phải giải quyết nhiệm vụ chuyển thêm quân dự bị để ngăn chặn mối đe dọa đột phá tới đường cao tốc Konstantinovka-Pokrov. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Glavkov cho biết, rạng sáng ngày 3 tháng 8, UAV đã tấn công một kho dầu ở quận đô thị Gubkinsky của vùng Belgorod. Một vụ nổ đã xảy ra tại kho dầu và một trong những bồn chứa đã bốc cháy. Theo chính quyền địa phương, lính cứu hỏa được cho là đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Rất may, không có thương vong. Trước đó, người dân ở vùng Rostov và Orion của Nga đã báo cáo về tiếng UAV và tiếng nổ. Lực lượng phòng không đang tích cực hoạt động trên các khu vực này. Về phía Ukraine, theo kênh Deep State có liên quan tới Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, tại ngôi làng Zalinoye ở vùng Donetsk, nơi chỉ cách Torres khoảng 100m, binh sĩ Nga đã được nhìn thấy bằng mắt thường. Tiểu đoàn hệ thống không người lái Voron của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 của Ukraine đã công bố một video về những thất bại của họ ở Zalinoye. Báo cáo có đoạn, tuyến giao tranh đang được làm rõ, nhưng rõ ràng là đối phương đang có những thành công về mặt chiến thuật và có thể đã cố gắng xâm nhập vào chính Torres. Sau khi cập nhật bản đồ, các nhà phân tích của Deep State đã xác nhận sự tiến triển của Nga ở Zalene và Zalinoye thuộc vùng Donetsk. Torres là một thành phố tại khu vực Bakhmut thuộc vùng Donetsk, được thành lập vào năm 1806 và có với dân số là hơn 43.000 người trước khi chiến sự bùng nổ. Thành phố nằm cách ga xe lửa Fenonoya 7km trên tuyến Konstantinovka-Yasinovataya cách Donetsk 55km. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 2 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 102 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận, trong đó có những khu vực nóng nhất vẫn là Pokrov và Torres. Báo cáo có đoạn, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, sử dụng 3 quả đạn, 54 cuộc không kích, thả 52 bom KAB, 544 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện gần 3.300 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Kubiansk, Liman, Chevek, Kramatorsk, Torres, Kurakhovsky, Premovsky, Orekhov và Dnipro. Báo cáo viết theo hướng Pokrov, Avdiivka kể từ đầu ngày tại các khu định cư Novoleksandrovka, Vovizhenka, Kalinovoye, Ivanovka, Zelane và Novoselovka, Perovaya. 27 đợt tấn công và đối kích của đối phương đã bị đẩy lùi, 3 cuộc đụng độ nữa đang diễn ra. Ngày 2 tháng 8, trong bài phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn vệ binh quốc gia Ukraine Ruslan Muzichuk cho biết các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay chiến đấu và hỏa lực pháo binh để hỗ trợ các làn sóng tấn công của bộ binh ở khu vực gần Pokrov. Ông Muzichuk nói, những cuộc tấn công này không phải lúc nào cũng được hỗ trợ bởi xe bọc thép, thường là các cuộc tấn công của bộ binh. Quan chức Ukraine nhấn mạnh những cuộc tấn công ném bom của Nga hiện là vấn đề đáng kể với Kiev. Ông cho biết, đó là một mối đe dọa đáng kể bởi vì mặt trận Pokrov và Torres đang hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công hàng ngày nhằm vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine. Cũng theo quan chức này, các cuộc tấn công mang lại cho Nga một số lợi ích lãnh thổ lớn nhất kể từ đầu năm. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, nhà phân tích Pasi Paroinen của Blackbird Group cho biết Nga kiểm soát khoảng 57 km vuông lãnh thổ ở Ukraine trong vòng một tuần sau khi chỉ đạt những bước tiến tương đối nhỏ trong tháng 6 năm nay. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã giành được 5 ngôi làng ở Donetsk trong tuần qua. Chuyên gia hàng không ở Kiev, ông Valery Romanenko đánh giá việc Nga sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom dẫn đường là một chiến thuật quan trọng đối với Moscow. Ông giải thích, Nga không xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine mà đẩy lùi nó. Họ tiến công 100-200 mét mỗi ngày bằng chiến thuật này, thả bom dẫn đường, sau đó là tấn công, tiếp tục thả bom rồi tấn công. Chuyên gia này cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ có thể giúp Ukraine đối phó chiến thuật đó của Moscow bằng cách đe dọa máy bay chiến đấu Nga. Tuy nhiên, các hoạt động như vậy khó xảy ra do rủi ro tiềm ẩn đối với các phi công Ukraine mới vận hành các máy bay đắt tiền.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh giá Pokrov là mặt trận nóng nhất hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky nói, ở đó luôn xảy ra những trận chiến khốc liệt nhất, đòi hỏi chúng ta phải có phản ứng mạnh mẽ nhất với đối phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, ông cũng lưu ý Moscow bắt đầu tập trung nguồn lực cho mặt trận miền Đông, dồn mọi nguồn lực về hướng Pokrov sau khi cuộc tấn công nhằm giành Kharkov thất bại. Pokrov cách vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát chưa đầy 25 km. Thành phố này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở miền đông Ukraine. Theo ông Zelensky, Nga cũng có kế hoạch tiến quân theo các hướng khác ở miền đông như Kostiantynivka, Torez hay Sloviansk, nhưng hiện tại Pokrov vẫn là trọng tâm chính. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể ngăn chặn những bước tiến tiếp theo của Nga hay không, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần phương Tây đẩy nhanh tiến độ viện trợ hơn nữa. Tờ Ukrainska Pravda đưa tin, ngày 2 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã họp với Bộ Quốc phòng, đồng thời ông công bố các giải pháp hiện đại cho các đơn vị để loại bỏ giấy tờ. Ông nói, tôi đã họp với Bộ Quốc phòng, chúng tôi đang chuẩn bị các giải pháp mới, hoàn toàn hiện đại cho binh lính của chúng tôi. Chắc chắn sẽ xóa bỏ rất nhiều tình trạng quan liêu và giấy tờ không cần thiết khỏi các đơn vị. Các giải pháp này sẽ sớm được áp dụng. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, ông đã nghe báo cáo của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky về tình hình ở mặt trận. Tổng thống Ukraine nói, và tất nhiên là chú ý nhất, theo hướng Pokrov, luôn có những trận chiến dữ dội nhất ở đó, đòi hỏi chúng ta phải phản ứng mạnh mẽ nhất với đối phương. Mỗi lữ đoàn, mỗi đơn vị ở Pokrov, tất cả những người lính vẫn kiên định ở đó và bảo vệ vị trí, bất chấp những cuộc tấn công của Nga. Bên cạnh đó, chúng ta không giảm sự chú ý của mình vào tất cả các hướng khác trên mặt trận Donetsk, cũng như Kharkov và khu vực phía Nam. Ngày 2 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ cựu phó chỉ huy hậu cần của Sư đoàn Cơ giới 144, Tập đoàn Quân vũ trang Tổng hợp 20, quân khu Moscow, Đại tá Dmitry Peskov, và buộc tội ông ăn cắp khẩu phần ăn của binh sĩ nước này đang chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, ông đã không nhận tội. Theo các báo cáo của các nhà phân tích ISVK, vụ bắt giữ ông Peskov có thể là một phần trong nỗ lực có chủ đích của Điện Kremlin nhằm trừng phạt gián tiếp các chỉ huy vì những thất bại của đơn vị hoặc để giữ các sĩ quan trung thành và chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang Nga. Các đơn vị của Sư đoàn Cơ giới 144 được cho là đã tiến hành hoạt động tấn công ở khu vực Terni và Nevskoye thuộc vùng Lugansk với thành công khiêm tốn và thậm chí gần đây còn để mất một số lãnh thổ trước những cuộc phản công hạn chế của Ukraine trong khu vực. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 2 tháng 8 của ISVK như sau. Thứ nhất, tư lệnh lực lượng chung và nhóm Khotitsa, chuẩn tướng Andrei Gnatov lưu ý rằng Nga đang cố gắng buộc Ukraine phải đưa các lực lượng hiện có của mình vào các hoạt động phòng thủ để ngăn chặn việc tích tụ các nguồn lực cho các hoạt động phản công trong tương lai. Thứ hai, chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không Nga VDV và nhóm quân Dnipro, Thượng tướng Mikhail Teplinsky đã phát biểu trước các lực lượng VDV trong một bài viết và video nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập lực lượng đặc biệt tinh nhuệ này. Trong đó, nêu bật thành tích hoạt động của VDV tại Ukraine với tư cách là một lực lượng chuyên nghiệp và tinh nhuệ, mặc dù thực tế là các đơn vị VDV đang chiến đấu ở Ukraine về cơ bản là các đơn vị cơ giới xung kích thiếu người. Thứ ba, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua phiên bản cập nhật của sửa đổi cho phép các chỉ huy trừng phạt cấp dưới vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân ở các khu vực tiền tuyến sau phản ứng dữ dội từ những tài khoản mạng xã hội người Nga. Thứ tư, Hội đồng Liên bang Nga cũng đã thông qua một số dự luật tăng cường quyền kiểm soát của chính phủ Nga đối với không gian thông tin của Nga. Thứ năm, khối bầu cử đối lập ủng hộ Điện Kremlin Moldovan Victory đã công bố ứng cử viên của mình cho cuộc bầu cử tổng thống Moldova vào tháng 10 năm 2024. Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được ghi nhận gần Torez, Adiivka và Donetsk. Thứ bảy, một quan chức Nga đã phản bác lại những lời chỉ trích về ngành công nghiệp máy bay không người lái của nước này từ những người dùng mạng xã hội. Thứ tám,
một phái đoàn quan chức Điện Kremlin đã đến thăm các vùng Zaporizhia và Kherson do Moscow kiểm soát vào ngày 2 tháng 8 để nêu bật những nỗ lực trong việc tái thiết những khu vực này sau khi sáp nhập vào Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Cuối tháng 7 vừa qua, khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này có kế hoạch triển khai tên lửa trong phạm vi có thể tấn công Tây Âu nếu Mỹ thực hiện cam kết triển khai tên lửa có khả năng tương tự tại Đức vào năm 2026. Cụ thể, trang Defense News đưa tin, ông Putin cho biết Nga sẽ thực hiện các biện pháp tương tự bằng cách triển khai những vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khi tính toán đến các hành động của Mỹ, các vệ tinh của Mỹ tại châu Âu và tại những khu vực khác trên thế giới. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng việc Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung tới Đức vào năm 2026 sẽ gây ra mối đe dọa cho Nga. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, thời gian bay để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ chúng tôi đối với các tên lửa này mà trong tương lai có thể trang bị đầu đạn hạt nhân là khoảng 10 phút. Hồi giữa tháng trước, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn các tên lửa thông thường tại Đức vào năm 2026. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm, các đơn vị khai hỏa tầm xa thông thường này sẽ bao gồm SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu thanh có tầm hoạt động xa hơn đáng kể so với hỏa lực được phóng từ trên bộ hiện tại ở châu Âu. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ Nga sẽ sử dụng hoặc triển khai loại tên lửa nào. Nghiên cứu sinh tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và Không phổ biến vũ khí viên, Áo, chuyên nghiên cứu về tên lửa Nga và kiểm soát vũ khí, ông Nikolai Sokov cho rằng tên lửa Kalib phóng từ mặt đất là một lựa chọn rõ ràng. Tên lửa này sẽ dễ dàng để phát triển và thử nghiệm cho kịp thời điểm năm 2026. Theo ông Sokov, việc tăng tầm hoạt động của tên lửa Iskander hoặc khôi phục lại dự án Rubet đã bị gác lại có lẽ cũng sẽ được cân nhắc. Tên lửa Iskander đã được bố trí tại vùng Kaliningrad và Belarus, trong khi các hệ thống tầm xa hơn có thể được bố trí sâu hơn trong lãnh thổ Nga, tăng thời gian cảnh báo sớm hơn. Trong cuộc phỏng vấn với Defense News, trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí Mỹ, ông Michael Dersman nói, bên cạnh đó còn có tên lửa hành trình 9M729 mà Mỹ tin rằng đã được đưa vào hoạt động trong những năm 2010. Ông Dersman chỉ ra rằng Tổng thống Putin đã đề cập rõ ràng đến lực lượng bờ biển trong bài phát biểu hôm 28 tháng 7, trong đó có lực lượng pháo binh bờ biển. Chuyên gia Dersman cho biết thêm, quân đội Nga đã sử dụng hai hệ thống Barnes và Bastion để tấn công các mục tiêu mặt đất tại Ukraine. Với các tên lửa Onyx-M, đơn vị Bastion đặt tại Kaliningrad về lý thuyết có thể tấn công toàn bộ Ba Lan ngoài nhiệm vụ chống hạm của nó. Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga cho hay, nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa, Moscow sẽ tự giải phóng mình khỏi lệnh cấm đơn phương được áp đặt trước đây đối với việc phát triển vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, việc tạo ra những vũ khí như vậy đang ở giai đoạn cuối. Nghiên cứu sinh Sokov nhận định, chúng ta đang bước vào cuộc khủng hoảng tên lửa mới ở châu Âu. Theo ông Sokov, không giống như nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, Mikhail Gorbachev, là người đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, Tổng thống Putin ít có khả năng nhượng bộ hơn. Ông Sokov kết luận, có nhiều khả năng xảy ra bế tắc và ít có khả năng đạt được thỏa thuận hơn so với trường hợp ở những năm 1980. Năm 1987, Liên Xô và Mỹ đã ký INF, trong đó cấm các loại vũ khí có tầm hoạt động 500 đến 5.500 km. Đến năm 1991, cả hai nước phá hủy toàn bộ kho vũ khí của họ với ước tính tổng cộng 2.692 tên lửa. Tuy nhiên, vào đầu năm 2019, Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp ước và cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm hiệp ước. Về phần mình, Nga tiếp tục tuân thủ INF vài năm sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước. Trong khi đó, hồi đầu tháng trước, Điện Kremlin đã tuyên bố rằng ngành công nghiệp quốc phòng nước này sẽ tiếp tục phát triển các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn. Vào thời điểm đó, ông Putin giải thích, bây giờ chúng ta biết rằng Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng đến châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận. Trong một bài đăng trên Telegram, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov đã cáo buộc kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tới Đức là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc tế và sự ổn định chiến lược. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng, động thái này có thể dẫn đến sự leo thang không thể kiểm soát trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO đang gia tăng một cách nguy hiểm. Những ngày qua, tình hình mưa lũ dữ dội do tàn dư của bão Gaemi đã khiến nhiều người thương vong tại Triều Tiên. Theo đó, đầu tuần này, đài truyền hình TV Chosun của Hàn Quốc
đưa tin số người thiệt mạng và mất tích do lũ lụt ở Triều Tiên có thể lên tới 1.500, đồng thời đề cập khả năng những thành viên lực lượng cứu hộ thiệt mạng do các vụ rơi trực thăng. Các hãng tin khác ở Hàn Quốc sau đó dẫn lại bản tin trên của TV Chosun. Sau thông tin trên TV Chosun, Hàn Quốc hôm 1 tháng 8 cho biết họ sẵn sàng cung cấp khẩn cấp viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân thảm họa ở Triều Tiên. Bình Nhưỡng không phản hồi đề nghị này. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích truyền thông Hàn Quốc lan truyền tin đồn sai sự thật về thiệt hại và thương vong do lũ lụt ở nước này. Ông Kim Jong-un nói, các hãng truyền thông Hàn Quốc lan truyền tin đồn sai sự thật rằng số người thiệt mạng do lũ lụt lên tới 1.000 hoặc 1.500 người. Theo ông Kim, những thông tin về lũ lụt là chiến dịch bôi nhọ nhằm làm xấu hình ảnh của Triều Tiên. Theo KCNA, lũ lụt nghiêm trọng ở vùng Tây Bắc Triều Tiên đã làm ngập nhiều công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, hệ thống đường bộ, đường sắt, trong đó có hơn 4.100 nhà cửa, gần 3.000 hectare đất nông nghiệp. Hồi giữa tuần, Bình Nhưỡng nói rằng có thương vong trong lũ lụt nhưng không nêu con số cụ thể. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 8, họ nói rằng hoàn toàn không xảy ra thiệt hại về người ở Sinuiju, khu vực bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng nhất. Triều Tiên cho biết không quân nước này đã cứu hơn 5.000 người, trong đó khoảng 4.200 người được cứu bằng trực thăng trong vòng vài giờ. Trong cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ở thành phố biên giới Sinuiju, tỉnh Bắc Pyongyang, ngày 30 tháng 7, lãnh đạo Kim Jong-un quyết định cách chức Bộ trưởng Công an Ri Tae-sop, Bí thư tỉnh ủy Bắc Pyongyang và tỉnh Gia Gang. Ông Kim chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của các quan chức địa phương, chỉ ra rằng cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia và Bộ Công an còn không biết chính xác dân số ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, dẫn đến số người cần giải cứu cao hơn dự tính. Trong cuộc họp ngày 29 tháng 7, ông Kim yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những quan chức lơ là nhiệm vụ, gây thiệt hại không thể chấp nhận được. Lũ lụt ở Triều Tiên thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực canh tác nông nghiệp. Ông Kim từng nhấn mạnh bão lũ là một trong những vấn đề có thể gây ra khủng hoảng, ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia.